Chào tất cả anh chị em trong nhóm hội Trà Thám Xuân Lộc nhé. Thì vừa rồi mình có nhận được nhiều cái anh chị em muốn năm nay tổ chức cái họp nhóm lại. Thì năm ngoái thì tôi đứng là tổ chức ở Tràng Bom thì cũng là mấy chục mâm để mời anh chị em vào ngày 12 tây tháng 11 năm ngoái. Thì năm nay cũng nhiều công việc nó hơi bận, xem ra là muốn xem mọi người anh chị em nếu mà cảm thấy mà sắp xếp được thời gian ủng hộ để gặp gỡ giao lưu thì mọi người cho ý kiến là lên tổ chức ở năm ngoái tổ chức ở Đồng Nai, năm nay anh chị em mình thích tổ chức lại ở Đồng Nai nữa hay Sài Gòn hay ở nơi đâu thì anh chị em cứ cho một cái ý kiến cho tôi để tôi đứng ra tổ chức. Thường thì mình phát vào cái fanpage của Trại Giam Xuân Lộc, nhưng mà hôm nay mình không phát vào fanpage nữa, mình phát vào hội nhóm của mình, vì hội nhóm này dành riêng cho anh chị em ở Xuân Lộc. Cái kia thì fanpage thì nó là fanpage bức chung của rất là nhiều người, nó không liên quan đến cái nhóm hội của Trại Giam Xuân Lộc, của những cái người mà từng lầm lỡ và xã hội. Ra là nó cũng muộn rồi nhưng mà mình cũng dành chút thời gian để mình chia sẻ với mọi người thôi. Còn sau cái cuộc phát trực tiếp này thì tất cả anh chị em ở trong cái nhóm hội Trại Giam Xuân Lộc đấy thì cứ bình luận cho ý kiến lên năm nay có lên tổ chức hay không, có lên duy trì một cái cuộc giao lưu của những người mà đã từng ở đó để mình gắn kết yêu thương chia sẻ. Tuy nó chỉ là buổi cơm, một cái bữa cơm của những người lầm lỡ thôi, nhưng mà thực chất nó rất ý nghĩa. Mà hiện tại ở xã hội này chưa ai làm được điều đó cả. Như cái nhóm của Trại Giam Xuân Lộc Z30A, chứ không phải là Z30D như nhiều người đang lầm tưởng là Z30D. Thì tất nhiên là bây giờ nó cũng muộn rồi, thì mọi người cũng nghỉ rồi. Mình thì cũng vừa ấy đi công việc, anh em xã hội tí về thì trên mạng xã hội nó nhiều cái vấn đề lắm, mình không nói mà mình cũng chả để ý. Mình chỉ muốn là dành cái tình cảm về cái nhóm hội của mình ngày xưa mình đã từng gắn bó tới bây giờ thôi nhá. Thì sau cái buổi này mình kết thúc, tất cả anh chị em từ K1 tới K5 ở Trại Giam Xuân Lộc ấy, nếu mà cảm thấy muốn có một cái buổi gặp gỡ để giao lưu như năm ngoái thì mọi người cứ bình luận cho một cái ý kiến cho mình, thì lúc đó mình xem mình sắp xếp như nào thì mình sẽ thông báo mọi người sau. Chứ đúng là cái fanpage này nó cũng thuộc về Xuân Lộc Nghĩa Tình. Nhưng mà điều là fanpage bây giờ nó nhiều những cái thành phần ối dồi ôi ấy. Thế nên là mình phát trực tiếp ở cái nhóm của mình thôi. Nhá. Yeah.
Và đương nhiên này, nếu như mà những cái người mà anh chị em mà tất nhiên là không riêng thì nhóm của trại giam Xuân Lộc nói chung và mọi người nói riêng, nếu như cảm thấy mà trân trọng mà muốn cùng chung vui cái buổi gặp gỡ giao lưu đó, thì dù người đó ở đâu, người đó là ai thì mình cũng rất trân trọng và mình đón nhận những người đó nhé. Vì đây là nhóm dành riêng, cái nhóm này là nhóm trại giam Xuân Lộc của mình lập ra, cái nhóm trại giam Xuân Lộc này là mục đích chỉ để gắn kết yêu thương thôi, chia sẻ những cái tình cảm lúc khó khăn nhất nha mọi người nhé, anh chị em nhé. Còn bên ngoài thì những người nào cảm thấy trân trọng về cái nhóm hội của mình, hiểu được cái ý nghĩa của mình thì mình trân trọng những người đó thôi. Còn những cái người mà nó không liên quan và là người ta không thích thì mình, anh em mình không để ý. Chứ đừng nghĩ là xã hội này những người từng lầm lỡ là người xấu đâu, không phải đâu. Có những nhiều người lầm lỡ người ta còn tốt gấp trăm lần những người mà cho mình là tử tế đàng hoàng thì không có đâu nhá. Thôi nha, mình có đôi lời nói vậy thôi. Trên hội nhóm mọi người cứ rảnh rỗi lúc nào thì vào bình luận, vào chia sẻ thêm một chút xíu cảm xúc hay là có muốn hay không nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên những người thân yêu nhất của mình nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Chào mọi người nhá.